Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video của em Tính. Thì trước khi bước vào cái phần nội dung của video này là em muốn làm về cái nội dung là nhóm đầu tư công nha, nhóm đầu tư công. Tại vì em đã view với mọi người rồi, không phải là nhóm đầu tư công hôm nay nổ lên hay là bứt phá lên trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì em mới khuyến nghị mọi người mua. Nhưng mà cái nhóm này em đã khuyến nghị mọi người mua từ ở phía dưới rồi. Nhưng mà hiện tại là nhóm này là cái nhóm mà em đánh giá là có thể là sẽ dẫn sóng rất là tốt cho một cái nhịp tăng mới của thị trường trong giai đoạn sắp tới. Nhưng mà trong giai đoạn sắp tới em nghĩ là chậm sớm thì có thể là ngày mai, chậm thì có thể là đầu tuần sau thứ hai hay thứ ba gì đó. Thì có thể là sẽ có một cái nhịp back test về hoặc là một cái nhịp rung rũ nào đó của thị trường chung cũng như là nhóm đầu tư công. Thì chúng ta có thể tận dụng cái nhịp này để mua gia tăng đem hàng, thậm chí là mua mới đối với những anh chị nào chưa có đầu tư công hoặc là đang có sẵn đầu tư công hay gì đó. Cũng như là cái video này sẽ giúp cho anh chị yên tâm hơn về nhóm này và tiếp tục gồng để nắm giữ cho đi đến cho tới hết sóng nha anh chị. Đó thì cái đó là cái phần nội dung về nhóm đầu tư công ngày hôm nay. Và nhóm này em cũng đã chia sẻ mọi người rất là nhiều rồi về những cái ở bên ngoài, ví dụ như là những cái vành đai 3 hay là vành đai 4 cũng vừa mới chốt ngày thi công là ngày 25 tháng 6. Vành đai 3 thì đã bắt đầu khởi công rồi. Và cái này là cái con đường duy nhất để chúng ta có thể bơm tiền ra để hỗ trợ cho nền kinh tế và là vẫn là sẽ một cái key chính trong năm nay hay là thậm chí là năm sau. Nên vậy cho nên em nghĩ là sóng đầu tư công vẫn chưa kết thúc và có thể là sẽ dẫn sóng trong nhịp sắp tới đối với thị trường. Rất là tốt luôn. Một mã cổ phiếu đầu tư công anh chị hoàn toàn có thể kiếm được từ 20 cho đến 30% lợi nhuận trong khoảng thời gian sắp tới, thậm chí là 50% tùy mã cổ phiếu. Thì trước khi đi vào cái phần video này thì anh chị có thể là để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như là hãy giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận nha anh chị. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua về cái phần xu hướng. Đầu tiên đó chính là cái mã cổ phiếu FCN. FCN anh chị có thể thấy rằng là nó có một cái quá trình tích lũy rất là dài ở đây, một cái nền phải nói là rất là đẹp anh chị. FCN có một cái nền rất là đẹp ở đây, đúng không? Thì cái nền này nó đã chạy nhịp một này, thì lên đây nó tạo một cái nền hai. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như FCN anh chị có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ, và nếu như nó có những cái nhịp rung lắc về lại tầm khoảng 16, 16.3 hay gì đó thì anh chị hoàn toàn có thể mua giảm tăng thêm, thậm chí là mua mới. Tại vì cái chỉ báo xu hướng là cái đường ADX là cái đường màu hồng anh chị, cái đường tín hiệu đó, nó vẫn cho thấy là FCN đang uptrend rất mạnh. Cái đường màu tím vẫn đang nằm trên đường màu xanh, chứng tỏ là FCN đang uptrend rất mạnh nha anh chị. Thì chứng tỏ nếu mà trong giai đoạn sắp tới nếu như có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh hay là rũ nhẹ hay gì đó thì đó chỉ là một cái nhịp rung lắc ngắn hạn trong một cái xu hướng uptrend mạnh. Và chúng ta có thể tận dụng cái nhịp đó để mua gia tăng hoặc thậm chí là mua mới đối với FCN. Cái target của FCN em nghĩ là sẽ còn lên được loanh quanh tầm khoảng 18 nha anh chị. Đầu tiên xa hơn có thể là 21 nha anh chị. Thì cái dư địa của FCN thì nó sẽ không còn quá nhiều nhưng mà đủ tốt để cho anh chị có thể là kiếm lợi nhuận trong khoảng thời gian sắp tới. Dành cho những anh chị nào chưa có đầu tư công hoặc là anh chị đang nắm FCN được FCN thì có thể an tâm hơn và mua gia tăng nha anh chị. Rồi VCG, VCG thì anh chị có thể thấy là cũng đang trong một cái xu hướng uptrend rất là mạnh. Đó, và VCG nó chưa tăng quá nhiều thì VCG nó có một cái nền tích lũy ở đây. Đó, và nó cũng bật lên nha anh chị, nó cũng bật lên đường ADX, cái đường tín hiệu màu hồng nó vẫn cắt lên đây, đường màu tím vẫn nằm trên đường màu xanh, ARUN thì vẫn đang nằm ở 100% đường màu tím. Cho nên là xu hướng hiện tại của VCG đang là xu hướng uptrend mạnh, cho nên những cái nhịp rung lắc thì chỉ là một cái những cái nhịp rung lắc ngắn hạn để chúng ta có thể là vào thêm hàng hoặc thậm chí là mua mới thôi nha anh chị, vào thêm hàng hoặc thậm chí là mua mới đối với những cái mặt cổ phiếu như VCG. Ví dụ như VCG em nghĩ là tầm 21, 21.3 là giá hiện tại anh chị vẫn mua được bình thường, đừng có căng keo quá nha anh chị. Giai đoạn này nếu mà anh chị cứ căng keo thì cứ chần chừ quá là anh chị không mua bao giờ, không bao giờ mua được hàng luôn, và sau này anh chị phải mua với giá cao hơn. Cái này em chia sẻ mọi người rất là nhiều lần rồi ha. Và cái target của VCG em nhắm tới là phải tầm khoảng trên 26, 27 lần cơ. Thì target ngắn hạn đầu tiên của VCG sẽ là 24, thì từ đây lên tới đó cũng phải được 15%, và lên tới 26, 27 là cũng phải được loanh quanh tầm khoảng 30% nha anh chị. Đó là cái target của VCG. Đó, một cái mã cổ phiếu mà tích lũy một cái nền từ đầu tháng 1, từ tháng 1, từ đầu năm cho tới thời điểm hiện tại là 6 tháng trời nha anh chị, tích lũy 6 tháng trời, thì khi mà bung lên thì anh chị phải kỳ vọng là nó phải tăng từ 30 cho đến 50%. Đó. Rồi mã cổ phiếu tiếp theo là HHV. HHV cũng có một cái nền rất là đẹp ở đây, thì em nghĩ là dư địa của HHV cũng có thể là tăng được từ 30 cho đến cho tới 50% là chuyện hết sức bình thường. Nha anh chị, thì HHV em thấy là cũng y chang thôi. Anh chị có thể canh những cái nhịp backtest lại cái vùng loanh quanh tầm khoảng 14.3, 14.5 đó, 14.3 cho tới 14.5 là anh chị có thể mua được HHV rồi. Anh chị nào không căng ke á thì có thể mua với giá hiện tại luôn 14.9 hoặc 14.95 cũng được. Anh chị rải tiền ra mua giúp em nha, có thể chia làm 3 phần. Đó, đối với HHV thì HHV em view là có thể còn lên được 2x. Nha anh chị, không 2x đâu, tầm khoảng loanh quanh 17 trước đi. Đầu tiên sẽ là 17, sau đó sẽ là lên loanh quanh những cái vùng ở trên này là tầm khoảng 19, 20 gì đó. Ok ha anh chị. Rồi KHB. KHB cũng là một trong những cái mã cổ phiếu rất là đẹp, mặc dù cái nền nó tích lũy cũng không có được quá ok lắm, nhưng mà nó cũng có một cái phiên nổ vol rất to. Thì thông thường những cái phiên mà giao dịch nổ vol mà to như thế này như KHB anh chị thì thông thường sẽ có một cái nhịp rũ sau đó. Thì cá nhân em nghĩ rằng là KHB nó có thể nó sẽ rũ về tầm 28.4, 28.5 là anh chị mua được. Còn anh chị nào không căng ke thì có thể là loanh quanh tầm khoảng 28.7, 28.8 là anh chị đã bắt được rồi. Thì KHB đều vẫn đang trong một cái xu hướng uptrend rất là mạnh, cho nên những cái nhịp rung lắc điều chỉnh là đó là cơ hội để chúng ta mua và mua gia tăng thêm nha anh chị. Hay là hút. Hút thì cũng rất là đẹp nè anh chị. Bollinger Band thắt chặt xong bung lên cũng nổ một cái thanh khoản rất là to, thì sau đó sẽ có một cái nhịp rũ lại. Anh chị canh những cái nhịp rũ lại mà đỏ nhẹ, ví dụ như trong phiên giao dịch ngày hôm nay là 20 nè, hay thậm chí sắp tới có 19.8, 19.9 thì anh chị cứ nhặt nha. Anh chị rải tiền ra mua giúp em là được, vẫn đang trong một xu hướng uptrend rất là mạnh. Rồi những cái mã lẻ tẻ khác ví dụ như G36. G36 cũng đang rất là ok nha anh chị, và hiện tại đang tích lũy đi ngang trên này, nhưng mà đây là những cái mã em không ưu tiên.
nên giống như là những cái mã kia anh chị không thích đó thì anh chị mới tìm tới mã này thôi. Thì những cái mã cổ phiếu như thế này vẫn mua được. Hay là Đạt Phương, Đạt Phương em thấy cũng rất là đẹp nha, này Đạt Phương cũng rất là đẹp luôn. Thì anh chị hoàn toàn có thể là canh những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, anh chị có thể mua Đạt Phương cũng được nha. Nhưng mà G36 và Đạt Phương là những cái mã em không ưu tiên, em chỉ ưu tiên VCG, FCN, HHV, KB và HUT thôi. Thì đầu tư công có thể là nhóm dẫn sóng trong giai đoạn sắp tới, thì anh chị hoàn toàn có thể là có tầm khoảng hai mã trong danh mục cũng được. Hai mã đầu tư công có thể là VCG kèm KB hoặc là FCN kèm KB, HHV kèm KB, kèm một mã thi công và một mã vật liệu xây dựng. Nói nhắc tới vật liệu xây dựng mới nhớ thì em còn có mã BCC. BCC cũng đang có một cái xu hướng rất là đẹp, vừa mới cắt lên 20 chuẩn bị bước vào xu hướng uptrend. Bước vào xu hướng uptrend nha anh chị, cho nên những cái mã như BCC anh chị có thể canh nó test lại về lanh quanh tầm khoảng 13.9 nè. 14 là anh chị có thể mua được rồi, 13.9, 14 nha anh chị. Thì target của BCC thì lúc trước em đã nói mọi người rất là nhiều lần rồi, đầu tiên sẽ là 16, sau đó sẽ là lanh quanh tầm khoảng mức giá là 18. Thì từ đây mà lên tới đây là cũng phải là lanh quanh tầm khoảng từ hai mấy phần trăm rồi, là em thấy rất là ok đối với những cái mã cổ phiếu BCC như BCC nha anh chị. Đó thì anh chị có thể tham khảo những cái vấn đề này. Còn xét về cái mặt phương diện ở bên Ichimoku thì như hồi nãy em có nói đó, thì khả năng rất là cao thị trường chung mình sẽ có một cái nhịp quay về test lại, thì đó sẽ là cái con tàu, nó sẽ là một cái chuyến cuối cùng để rước anh chị lên tàu, quan trọng là anh chị có muốn lên hay không thôi nha anh chị. Tất cả các khung đồ thị bên Ichimoku thì đều đang rất là đồng thuận với nhau, ví dụ như VCG đều đang uptrend trong tất cả các khung nha anh chị. VCG khung tuần cực kỳ đẹp luôn, nếu anh chị nhìn khung tuần cực kỳ đẹp luôn, và ở trên đây là một cái khoảng trời mênh mông nha anh chị, một cái khoảng trời mênh mông luôn đó. Thì xu hướng trong khung đồ thị nhỏ là H1 vẫn tốt nè, khung ngày vẫn rất là đẹp nè, khung tuần lại càng đẹp hơn nữa đó. FCN cũng tương tự như vậy nha anh chị, FCN cũng tương tự như vậy. Thì cái vùng cản của FCN em nghĩ là mạnh là phải ở trên 21. Tất nhiên là khi nó lên 18 nó sẽ có những cái nhịp rung lắc ở đây, nhưng mà sau cùng nó sẽ lên được trên này nha anh chị. Đó, H1 cũng đang rất đẹp, ngày cũng đang rất đẹp và tuần cũng đang rất đẹp. Hay là HUT cũng rất là đẹp nè anh chị. Đó, HUT dư địa em nghĩ là phải còn lên tới đây, phải tầm khoảng 27 cơ. HUT em nghĩ là dư địa phải lên tầm khoảng 27. Trước mắt nó có một cái cản 20.921 thì nó phải xử lý cái cản này xong rồi nó sẽ đi lên tiếp nha anh chị. Đối với HUT, HUT cũng rất là đẹp ha. Rồi KB còn càng đẹp nữa. KB thì trước mắt nó sẽ có một cái cản tương đối cứng ở tầm khoảng 32.7. Tuy nhiên là trong nếu mà xét về cái xu hướng trung dài hạn mà trend của nhóm đầu tư công mà chạy á, thì nghĩa là KB hoàn toàn có thể rướng nha. Tại vì khung tuần là mình phải đóng đến tuần mà, đúng không anh chị? Thì hoàn toàn có thể rướng lên được tầm khoảng 32 đúng không? Rướng hoàn toàn có thể rướng lên được tầm khoảng 35, 36 là chuyện hết sức bình thường đối với KB nha anh chị. Thì đó là một số mã mà em muốn chia sẻ mọi người về nhóm đầu tư công để giúp cho mọi người có thêm một cái góc nhìn rất là tốt về đầu tư công, yên tâm nắm giữ hoặc thậm chí là những cái nhịp rung lắc anh chị không để bị mất hàng đối với nhóm đầu tư công, trừ khi nó gãy trend nha anh chị. Trừ khi nó gãy trend thì mình thoát, còn nó rung rũ gì nó làm gì nó làm không gãy trend, hoặc là thậm chí là rung lũ rung lắc anh chị để ý thị trường chung á, rung lắc tầm khoảng 5-6 điểm nhưng mà nhóm đầu tư công vẫn cứ trơ trơ ra đó, thì chứng tỏ đây là nhóm dẫn sóng rồi nha anh chị. Và điều đó đã được thể hiện qua cái nhịp điều chỉnh vừa rồi của thị trường, khi mà thị trường vẫn trong quá trình điều chỉnh nhưng mà nhóm đầu tư công lại nổ vol và vượt nền hơn, vượt nền phá đỉnh lên hết, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là nhóm ngành dẫn sóng, bên cạnh là bất động sản và thép nha anh chị. Thì ngày hôm qua em vừa làm bất động sản rồi, thì bất động sản nó đã chạy rồi nhưng mà bất động sản vẫn mua được, thì hôm nay em làm tới đầu tư công. Em không kỳ vọng là ngày mai đầu tư công chạy, nhưng em muốn mọi người có một cái góc nhìn tốt về đầu tư công và có thể là mua gia tăng thêm, thậm chí là mua mới khi mà nó có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, thậm chí là yên tâm để nắm giữ, không có bị hoảng loạn khi mà thị trường nó rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn nha anh chị. Nếu có nhịp rung lắc điều chỉnh ngắn hạn của thị trường, nếu có thì anh chị không nên hoảng loạn, mà đó sẽ là cơ hội để cho anh chị mua thêm đối với cái nhóm ngành dẫn sóng trong giai đoạn này là đầu tư công nha anh chị. Anh chị có thể chú ý tới năm mã cổ phiếu em để trong thumbnail, còn những cái mã cổ phiếu như G36 hay Đạt Phương đó chỉ là những cái mã cổ phiếu lẻ tẻ thôi đó. Và mình nếu mà đánh những cái mã đó thì nó cũng sẽ, em thấy là cũng sẽ không được ngon lành cho lắm đó. Ok ha anh chị, thì cái nội dung video em làm là như vậy. Chúc mọi người có một cái buổi phiên giao dịch hiệu quả. Sáng ngày mai nguyên ngày thứ sáu là sáng và chiều thì em sẽ không có livestream được, tại vì em đi dự lễ tốt nghiệp nha anh chị, em tốt nghiệp đại học đó, cho nên là khả năng ngày mai là nếu mà em có bận quá em không trả lời mọi người được, tin nhắn mọi người được, thì mọi người thông cảm giúp em nha. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để trả lời tin nhắn để hỗ trợ cho tất cả anh chị em trong phiên giao dịch. Thì kế hoạch của thị trường thì vẫn sẽ không thay đổi, cho nên em nghĩ là ngày mai nó cũng sẽ không có vấn đề gì hết. Thì nói chung là em đã chuẩn bị hết kịch bản và kế hoạch cho mọi người rồi, thì cứ đó mà đi tới thôi nha anh chị. Thì hôm nay là cái nội dung mà nhóm đầu tư công, anh chị nhớ những gì em nói ha. Đó, thì cứ mạnh dạn lên nha anh chị, cứ chần chừ hoài là sau này là phải mua giá cao lại hết thôi. Nhiều mã cổ phiếu bất động, nhiều mã cổ phiếu đầu tư công đã xác nhận nó vào sóng tiếp rồi, đa số đều vượt đỉnh và vượt nền hết rồi. Đặc biệt là VCG em rất là thích nha anh chị, hay là FCN, HHV, KB, HUT đồ đó, rất là ok nha anh chị. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi hết cái video này nha. Anh chị nào chưa like thì nhớ like. Anh chị nào đang tìm kiếm một cái người đồng hành, một cái người tư vấn trên thị trường thì nhớ liên hệ trực tiếp với em Tính qua số Zalo trên màn hình nha anh chị, 0866088044. Anh chị chỉ cần mở một cái tài khoản VPS hoặc là đang giao dịch bên VS thì có thể là chuyển ID về để em có thể là chăm sóc và hỗ trợ cho anh chị em, chúng ta sẽ cùng đồng hành và làm việc với nhau trên thị trường chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận thật là lớn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Liên hệ với em ngay để có thể là tìm kiếm được những cái vùng mua và điểm mua tốt nhất, vùng giá chốt lời, vùng giá như thế nào cụ thể thì em sẽ báo với mọi người và tư vấn cho mọi người hết nha anh chị. Kỳ vọng là chúng ta sẽ tin tưởng và đồng hành với nhau, làm việc với nhau lâu dài nhiều hơn đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt anh chị em nha, chúc mọi người một ngày tốt lành cũng như là có một cái phiên giao dịch hiệu quả. Bye bye mọi người.